Rất là nhiều khách hàng quan tâm với cái tính kế tầm hơn 200 triệu mà mua được xe số tự động màu đen đẹp. Thì hôm nay em Hương về thêm một chiếc xe CDX, một siêu phẩm CDX đời 2010 số tự động đẹp mà giá chào bán chỉ có 245 triệu thôi. Giá em Hương kể trên vẫn còn thương lượng lộc lá thêm cho mình. Điều đặc biệt là với hơn 200 triệu mà các bác có thể sở hữu được một dòng xe xịn sò như thế này, cửa tiền trên 200 mà bản sedan 2 đầu số tự động đẹp với lớp sơn màu đen nhé. Em nghĩ là một trong những dòng xe nhập khẩu đầy đủ đồ chơi công nghệ option, em luôn ca ngợi về dòng xe CDX này. Rất là vừa tiền mà máy số thì ngon. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em này. La răng 5 chấu dạng phay, dàn lốp rất là xịn xò luôn, dày dặn này. Gầm bệ em quay chi tiết không hề bị mục mọt nhé. Xi nhan thì cũng được tích hợp ở trên hông rồi. Quay chi tiết khách hàng nhà mình, từ cái phần gương có thêm cả gương nồi rồi. Lẹp chân kính ốp mạ chrome, đời 2010 số tự động đẹp có CDX đi 245 triệu. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa này, gương kính thì auto tự động cho em. Từ cái móc khóa này, từng con ốc này, tích cơ này, các cái thông số của xe còn nguyên đầy đủ cho em này. Em sẽ quay trực tiếp vào khoang nội thất của xe luôn nhé. Cụm đồng hồ hiển thị sắc nét này, CDX số tự động, cần số phanh tay đây. Em này không chỉ có sấy sưởi kính này, mà có luôn cả sấy sưởi ghế các bác nhé. Có cả sấy sưởi ghế, điều hòa ghế hai vùng cho mình. Móc khóa này, các bác nhìn này, khóa mở này. Đầu đài nguyên bản theo xe có cái màn hình cỡ nhỏ đây thôi. Có luôn đề lỗ thông minh, túi khí an toàn, tăng giảm chuyển bài trên vô lăng rồi. Đây là cái trung tâm để điều khiển cửa sổ trời đấy các bác nhé. Đây, cửa sổ trời đây. 245 triệu có xe số tự động đi, bản sedan 2 đầu, đặc biệt là em này nhập khẩu này. Túi khí an toàn trang bị trên vô lăng và trên bắc này. Vô lăng thiết kế 3 chấu được bọc thêm một cái áo da thể thao cao cấp cho mình luôn, với cái lớp sơn màu đỏ đẹp. Bên trong cũng cực kỳ đẹp luôn các bác ạ. Táp lô thì không hề bị mòn bóng. Và với dòng xe CDX này thì nói không với dịch vụ rồi. Đề lỗ thông minh, sấy sưởi kính, điều hòa ghế này, số tự động đẹp, cần số phanh tay, cực kỳ sắc nét luôn. Em này thì còn có cái bệ chống mỏi tay này. Nhiều dòng xe thì những cái tiểu tiết nó còn không có cơ. Nhiều bác đi xem xe, mua xe đi đường dài rất thích cái bệ chống mỏi tay đây này. Đơn giản chỉ là cái tiểu tiết thôi, nhưng có đi rất là nhàn luôn. Tẩu thuốc đây các bác nhá. Đây có cầu, có cái tổng ở đây rồi. Cắm sạc USB cho em đây, ok này. Cổng sạc đây, còn luôn cái tẩu ở đây em để luôn cho mình. Có một cái hộc để đồ nước này, để được hai cốc nước cho em. Cũng có thể để gạt tàn thuốc lá vào đây. Xe này cực kỳ sắc nét, cực kỳ đẹp luôn. 245 triệu đời 2010. Ghế da hai màu, ghế da zin đẹp luôn. Cửa sổ trời đầy đủ cho em rồi. Lẹp chân kính này, gương kính thì liền đời theo xe rồi. Đây, hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi nhé. Vừa rồi em ngồi hàng ghế bác tài nên em hơi chuyển ghế về đằng sau, chứ thực chất hàng ghế thứ hai rất là rộng luôn. Đây, rất là rộng rãi luôn. Có thảm 3D ở phía trên, cũng có thảm rối sạch sẽ cho mình. Rất là sạch, cả các bác có đi chân trần trên xe cũng rất là mát luôn. Đèn trần hoạt động hoàn toàn bình thường, ghế da hai màu. Đây là một trong những dòng xe mà rất nhiều khách hàng quan tâm. Tài chính chỉ trên 200 triệu thôi mà đi được xe số tự động bản nhập khẩu cực đẹp luôn. Keo chỉ gì đem quay chi tiết cho mình. Đây nha các bác nhìn này. Gầm bệ không mục mọt, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, na răng 5 chấu dạng phay, lốp lắp rất là dày. Đứng góc nghiêng cho khách hàng nhà mình xem nhé. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe, bình thường nếu như mà các bác nhìn này, không ai muốn quay góc nghiêng để các bác nhìn đâu. Nếu như mà có khuyết điểm, có làm sao là sẽ bị lộ ra ngay. Nhưng em Hương tự tin quay góc nghiêng cho mình. Quay luôn cả phía sau xe này, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, biển 36 nha các bác nhé. Bản sedan 2 đầu, biển 36, khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn. Mở cốp thì các bác dùng khóa khiển cho em nhé. Chỉ cần bấm một nút thôi là khoang cốp sẽ tự động mở lên. Còn đây là bên trong khoang hành lý của xe. Thiết kế bản sedan thì sẽ được đặc biệt hơn, ưu ái hơn là khoang hành lý. Rất là rộng rãi rồi. Máng nước hai bên đây, không hề bị đâm sâu hay ngập nước. Máng nước sắc nét luôn. Hành lý bên trong này các bác này, nếu như đi du lịch, đi gia đình 5 người, để đồ, để vali thì cực kỳ rộng rãi luôn. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp vẫn còn rất là đẹp như thế này. Đầy đủ này, la răng 5 chấu này, lốp rất là dày luôn. Kể cả cái thảm chống nóng giảm nhiệt ở khu vực lắp cốp xe cũng còn nguyên cho em nhé. Keo chỉ zin toàn bộ lắp cốp luôn. Các cái lốt cắt này, các cái lốt thoát nước, keo chỉ zin đẹp như thế này. 245 triệu mà vẫn còn thương lượng lộc lá thêm. Bản sedan 2 đầu xe nhập khẩu, xe này không mua thì mua xe gì đúng không ạ? Đèn hậu phía sau thiết kế to bản, ăn sâu hơn một chút cái khoang lắp cốp này. Vẫn là những cái dàn lốp này, rất là dày dặn. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng này, không đâm xô, không ngập nước, lại còn cam kết cho mình chủ mà đầy đủ điều kiện để các bác sang tên và đổi chủ, nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Móc khóa đây,
xe quá là ưng ý luôn. Nhìn dòng xe các bác nhìn bên ngoài rất là cứng cáp luôn, mà đi dòng này thì cực bốc luôn. Với động cơ trang bị 1.6 thì sẽ ăn khỏe hơn là xem những dòng xe i10 hay Moling. Moling i10 chỉ có 1.2 và 1.0 thôi. Ưu điểm là tiết kiệm hơn, nhưng nhược điểm cũng lại là yếu hơn. Còn đối với dòng xe DX này thì ưu điểm của em nó là khỏe hơn, nhưng nhược điểm cũng lại ăn xăng nhiều hơn. Thì nó chấm nào xe nào thì động cơ nào nó sẽ tương ứng với đời xe như thế mà. Đây móc khóa này sáng choang luôn các bác nhé. Ghế da hai màu, thảm bẹ sạch sẽ, điều hòa, túi khí, đè lổ thông minh. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa, gương kính thì liền đời theo xe. Kệ bước chân lên xuống sạch sẽ rồi. Xi nhan tích hợp chân hông, la răng 5 chấu rồi. Nhấc máy lên và trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Đăng ký đăng kiểm của em này đây ạ, cũng còn đến tháng 5 2023. Em sẽ mở luôn cả khoang nội thất máy móc của xe này, khoang động cơ của xe, hay còn gọi là trái tim của chiếc xe, khách hàng nhà mình cùng tham khảo giúp em nhé. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của siêu phẩm xe DX đời 2010, số tự động đẹp. Giá thật sự là giá bây giờ còn đẹp hơn so với giá trước, tháng trước ạ. Tháng trước em này phải rơi vào 255 triệu mà tháng này chỉ có 245 triệu thôi. Máy là máy Ecotec các bác nhé. Đây, máng nước này hay từ những cái nước làm mát này, bụ giảm chấn giảm sóc hai bên. Phần tai đèn em rất quay kỹ cho mình. Đây chính là một trong những cái bộ phận mà khi đi xem xe các bác sẽ quan tâm nhiều nhất. Mua xe hay không nó sẽ chính là ở cái bộ phận này đây ạ. Đây các cái thông số này, xe nhập Hàn này, toàn tiếng Hàn thôi. Xe nhập Hàn nhá, các cái thanh ngang này, máng nước hai bên này. Nhìn sâu bên trong các bác nhìn nhá, còn nguyên bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất này. Từ những cái thanh dây, hệ thống phanh ABS chống bó cứng cho em. Động cơ khoang máy móc quá là ok luôn. Quay lên phần nắp capo các bác nhìn này, keo chỉ zin một dàn luôn, một dàn nắp capo là keo chỉ zin, thảm chống nóng giảm nhiệt giảm tiếng ồn còn nguyên. Nếu như mà xe mà nó lát quá là nó không còn cái miếng này luôn các bác ạ. Các cái bấm đinh tán này, các cái lốt cắt này còn nguyên bản nhá. Thông số của xe đây, đôi cao su đây còn nguyên và đầy đủ cho em. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe Chevrolet, về chiếc xe CDX của em Hương ạ, bản nhập khẩu số tự động. Giá chào bán là 245 triệu. Những bác nào thật sự quan tâm chiếc xe này thì nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương 0354602790. Cờ đuôi 2010, số tự động đẹp, bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.6, 245 triệu. Còn thương lượng và lọc ná thêm cho mình. Còn bây giờ thì em xin chào, hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi báo giá tiếp theo. Và đừng quên cho em Hương xin nút đăng ký kênh cũng như những lượt chia sẻ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.